Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, anh chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là chủ nhật ngày 1 tháng 5 năm 2022 thì mình xin tiếp tục làm tiếp cập nhật sơ qua tình hình giống ích thái hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý cô bác, anh chị các bạn cùng tham khảo. Ngoài cập nhật tình hình giống ích thái thì hàng ngày mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giống ích thái sáng hôm nay thì cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Trong một vài ngày trở lại đây thì tình hình giống ích thái cũng ít biến động và hiện nay giống ích vẫn còn đang ở mức giá rất là thấp nha quý bà con. Do hôm nay là dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5 nên cũng có rất là nhiều thương lái cũng như bà con nông dân mình hiện nay thì cũng đang tạm nghỉ lễ nên tình hình giống ích cũng không có biến động gì nhiều. Cụ thể là ở khu vực Vĩnh Long thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giống ích chợ là 1.500 đồng/kg. Khu vực Cần Thơ thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giờ mít chợ là 1.500 đồng/kg. Khu vực An Giang thì kem lớn là 6, kem nhỏ là 2, giờ mít chợ là 1.500 đồng/kg. Khu vực Đồng Tháp thì kem lớn là 6, kem nhỏ là 2, giờ mít chợ là 1.500 đồng/kg. Khu vực Hậu Giang thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giờ mít chợ là 1.500 đồng/kg. Giá mít xô ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang hiện nay thì đang nằm mức giá đồng từ 3.000 đồng/kg đó quý bà con. Còn khu vực Sóc Trăng thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giờ mít chợ là 1.500 đồng/kg. Khu vực Tiền Giang, khu vực Long An thì giá mít cao hơn những khu vực khác, do khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều giờ mít. Khu vực Long An thì kem lớn là 6, kem nhỏ là 2, giờ mít chợ là 2.000 đồng/kg. Khu vực Tiền Giang thì kem lớn là 6, kem nhỏ là 3, giờ mít chợ là 2.000 đồng/kg. Giá mít xô ở khu vực Long An và Tiền Giang thì đang nằm mức giá đồng từ 3.000 đến 3.500 đồng/kg. Còn ở khu vực Bình Phước thì kem lớn là 4, kem nhỏ là 2, giờ mít chợ là 1.000 đồng/kg. Khu vực Bình Dương thì kem lớn là 4, kem nhỏ là 2, giờ mít chợ là 1.000 đồng/kg. Khu vực Đồng Nai thì kem lớn là 4, kem nhỏ là 2, giờ mít chợ là 1.000 đồng/kg. Khu vực Vũng Tàu thì kem lớn là 4, kem nhỏ là 2, giờ mít chợ là 1.000 đồng/kg. Giá mít xô ở khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì đang thương lái đang mua với mức giá động từ 2.000 đến 2.500 đồng/kg. Còn ở khu vực Tây Nguyên thì kem lớn là 3, kem nhỏ là 2, giờ mít chợ là 1.000 đồng/kg. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây, xin kính chúc cho toàn thể quý con nông dân sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui.